Đừng quên đăng ký ngay khóa học toàn diện dành cho các bạn học sinh lớp 11 để chinh phục 8 cộng môn ngữ văn cùng học văn chị Hiên nhé. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chuyên mục audio văn học cùng học văn chị Hiên. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích bài thơ Thương Vợ của nhà thơ Trần Tế Xương. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quang vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Là một nhà thơ trào phúng xuất sắc, Tú Xương đã tung ra thi đàn của thời đại nhiều thi phẩm trào phúng sắc sảo, tài hoa. Nhưng xem ra, cái phần đầm sâu nhất của một tấm lòng lại thuộc về những tiếng thơ như áo bông che bạn, sông lấp vân vân. Và nhất là thương vợ, những tiếng nói trữ tình mặn. Đâu phải quá lời khi cho rằng tiếng cười trào phúng nhiều cung bậc lâm sắc thái của ông có cội nguồn từ giọt nước mắt đau đời, thương đời ấy. Văn hào Nga Xê Khốp có lần nói rằng một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy. Đó đâu phải là một đòi hỏi cá nhân mà là một chân lý lớn của sáng tạo nghệ thuật. Và chúng ta cũng biết cốt lõi của tinh thần nhân đạo chính là tình thương. Tình thương suy khiến người ta hướng tới những đau buồn bất hạnh của đồng loại để đồng cảm và chia sẻ, để bù đắp chia sẻ. Chung quy, đối tượng căn bản của tình thương là nỗi khổ với những dạng thức và cung bậc khác nhau nhất của nó. Ta hiểu vì sao một nhà thơ như Tú Xương cười cợt sắc sói đến ngỡ như ác khẩu là thế trước một xã hội nhố nhăng đồi bại, lại cũng là một tấm lòng nhạy cảm đến thế trước những éo le khốn khổ của người vợ tần tảo tấm mặn. Suốt đời đến sách, suốt đời hỏng thi, ông Tú cũng chỉ có bà Tú chia sẻ. Vinh không một lần mang lại, nhục cứ liên tiếp chất chồng. Trước sau ông Tú cũng chỉ có một mình bà Tú. Bà Tú là cái được lớn nhất và duy nhất của một người chồng suốt đời thua thiệt. Bà Tú cũng là nỗi day dứt nhất của một người chồng công danh giang dở, sự nghiệp hẩm hiu, bị đời biến thành một kẻ vô tích sự. Bước ra khỏi ngõ thấy sự đảo điên, ngông ngạo với đời mà không vơi uất hận. Lui về gia đình trong cảnh nhà nheo nhóc, vợ cứ tần tảo lam làm mà tủi hổ xót xa. Thương vợ, giận đời và giận thân, ông Tú đã mài mực bằng giọt lệ âm thầm mà viết về người đàn bà, chỉ vì gắn với mình nên nhọc nhằn cơ khổ suốt cả một đời. Tình thương chân thành của người chồng tài hoa đã khiến Tú Xương tạc nên một hình tượng bất hủ, hình tượng người vợ. Chẳng phải thế sao, đằng rằng bà Tú là người đảm đang, nhưng đó không phải hình tượng người phụ nữ nói chung, càng không phải người phụ nữ trên đường tranh đấu sau này theo hình mẫu, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Rồi bà Tú cũng là người chăm lo con cái, nhưng đây không phải hình tượng người mẹ, mà là hình tượng người vợ. Hơn thế nữa, người vợ Việt Nam. Có phải từ bài thơ này, những người vợ tần tảo Việt Nam bắt đầu có tên bà Tú? Theo tôi, đó mới là điểm cốt tự làm nên tầm vóc của kiệt tác thi phẩm này. Nói đến người vợ là nói đến không gian gia đình, nói đến quan hệ người chồng. Hình tượng bà Tú đây thuộc về kiểu gia đình nhà nho theo ảnh hưởng nho giáo, không coi trọng sản nghiệp vì chỉ chú trọng danh vị. Ở những gia đình như thế, người chồng thì miệt mài đèn sách, còn người vợ thì nuôi sống gia đình với hy vọng một ngày kia chồng đỗ đạt làm quan cả họ được nhờ đổi thay số phận. Nhưng nền tảng của kiểu gia đình ấy đã đến hồi lung lay khi bước vào thời buổi Tây Tàu nhộn nhạo này. Không còn đâu cái cảnh thơ mộng, bên anh đọc sách bên nàng quay tơ nữa. Không còn được ở yên trong mai nhà giàu vất vả êm đềm thanh thản. Bà Tú đã bị cái thời buổi ấy ném ra ngoài cuộc đời phiền tạp. Khi mà đô thị hóa làm cái cảnh phố nửa làng ở cái đất Vị Xuyên này, thì bà Tú cũng bị dạt theo cuộc sống bươn trải trốn chợ búa và đổi trác bán mua. Không phải bươn trải nhất thời để đợi chồng thành đạt, mà là cả một cuộc đời bươn trải không có kết thúc. Bươn trải đã thành số phận của đàn bà. Chỉ với hai câu đề, hình tượng bà Tú đã hiện lên như chân dung một cuộc đời, một duyên phận. Quanh năm buôn bán ở mon sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Chẳng phải tài hoa tạo nên chữ nghĩa hay là tình thương đã tự tìm ra tiếng nói của nó, mà chữ nào ở đây cũng sắc nét, cũng đượm tình.
bà Tú đang nổi lên hay chìm đi trong cái nhộn nhạo nhốn nháo của chợ đời. Bà hiện ra trong vòng công việc hay công việc đã cột chặt lấy bà trong cái vòng triền miên mà mòn mỏi của nó. Hai chữ quanh năm không chỉ là độ dài thời lượng mà còn gợi ra cái vòng vô kỳ hạn của thời gian. Hai chữ mom sông vẽ ra một không gian ngỡ như tương phản, nào ngờ lại tương hợp với thời gian. Tương phản vì nó là một thẻo đất hẹp nhô ra lòng sông, lại tương hợp vì nó gợi ra cái thế tồn tại trông tranh của bà Tú. Cả thời gian lẫn không gian đều như đang hùa với nhau để làm nặng nề thêm gánh nhọc nhằn đè trên vai người vợ ấy. Câu thơ thứ hai vừa phơi bày cái gánh nặng kia, vừa như giải thích lý do khiến người vợ hiền thảo phải hàng ngày xuất gia trường mặt với đời. Và đó là một gánh éo le, nuôi đủ năm con với một chồng. Xuân Diệu đã thật tinh tế khi phát hiện ra những đắng đót trong cách đếm chồng. Con thì có thể đếm, còn chồng chỉ có một, sao lại đếm? Khi hai chữ một trước chữ chồng, ông Tú đã hạ bậc mình xuống hàng con, nghĩa là cay đắng nhận mình cũng chỉ là một đứa con thứ trong cái gánh nặng của vợ. Song cũng có một nỗi cay cực không kém chất chứa trong hai chữ nuôi đủ. Đủ gì đây? Không chỉ đủ về quân số, năm với một, đủ về thành phần con với chồng, mà đủ cả về mọi nhẽ mọi bề, là đáp ứng mọi nhu cầu đòi hỏi, đủ mùi đủ vị, khi hơn thua lúc thành bại. Người chồng nói chứ đủ mà xót lòng xót dạ, mà thâm thía tội tình. Cái gánh nặng nhọc nhằn đè trên vai bà Tú là thế. Đầu này là năm đứa con, đầu kia là một ông chồng. Chữ chồng dằn xuống ở cuối câu bằng tất cả nỗi hổ thẹn của người chồng, xem chừng đã làm đầu gánh như chúi xuống hẳn vậy. Mới chỉ hai câu đề thôi mà thi đề thương vợ ngỡ đã đủ đầy. Hình tuy mới phác mà nét đã sắc, tuy hình mới bộc bạch mà đã ngập tràn. Nó thật xứng đáng là cặp câu hay nhất của bài thơ. Nhưng không thể dừng lại ở đấy, lòng xót thương khôn nguôi khiến Tú xương cứ triền miên trong những cảnh éo le của vợ mà kể khổ, kể công cho bà Tú. Không chỉ nhọc nhằn, lặn lội thân cò khi quãng vắng, mà còn nhục nhằn, eo xèo mặt nước buổi đò đông, chìm đắm vào nỗi đọa đày mà ngày ngày cuộc bươn trải buộc vợ mình phải gánh chịu. Ông Tú đang tự ngấm, tự thâm thía cái giá cực nhục mà bà Tú phải trả mỗi ngày và trả cả một đời. Vắng có nỗi cực của vắng, đông có nỗi nhục của đông. Hẳn cái chốn mong sông kia đã gợi cho những người chồng nhớ đến nỗi khốn khổ của kiếp đàn bà trong câu ca dao xưa. Cái cò lặn lội bờ sông, người vợ mình đâu đây có khác gì thân cò. Có chăng thì cái cò xưa thì gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non, còn người vợ tấm mặt này thì hoàn toàn nhẫn nại, không một chút kêu ca. Thực ra, đâu đó trong câu thơ cũng vẳng lên âm điệu nỉ non, nhưng lại là tiếng lòng trầm uất của người chồng thương vợ. Nêu bốn chữ, lặn lội thân cò, gồm được cả trong cái thân sức hèn mọn, cả nỗi éo le, lẻ loi đơn độc và dáng điệu cui cút làm ăn toan lo nghèo khó, thì chữ quang vắng lại gợi ra cả một không gian trống trải, rượu vợi, xa ngái, đầy bất chắc như canh vắng dặm trường. Hoàn toàn thiếu vắng sự che chở và chia sẻ, cực thân cũng nhận chịu, nhục mặt cũng cam lòng. Chỉ hai chữ eo xèo thôi cũng đủ cho ta hình dung trong bươn trải với đời, bà Tú đã phải chịu biết bao là bấc, tiếng trì, lời giao giọng chát. Bao đời nay, cha ông dặn dò con gái cần phải hết sức giữ gìn, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi. Nhưng việc mưu sinh khắc nghiệt lại phải trông vào những buổi đò đông mà kiếm sống. Oai oăm là thế mà không thể khác. Người phụ nữ của gia đình nhà Nho vốn trọng danh giá, mà đành phải dầm mình giữa chốn chợ đời phồn tạp, vì cái gánh nặng trong gia đình, trong cuộc tồn sinh ấy chứ còn biết phải làm sao. Cái giá mà bà Tú phải trả thật quá nặng nề. Trong những câu thơ kia, ta có thể nghe thấy tiếng nghẹn uất của một người chồng, nhìn thấy nỗi cơ cực của vợ mà không thể đỡ đần san sẻ. Trường mặt ra với đời thì thế, trở về với gia đình, ăn với chồng, với con thì sao? Hai câu thực vừa rồi là hình ảnh bà Tú trong không gian xã hội, giữa cảnh chợ đời, là con người công việc, đạp đang tháo vát, thương khó tần tạo. Đến hai câu luận này lại là quan hệ của bà Tú trong quan hệ gia đình, với nét ở là con người tình nghĩa, sâu nặng thủy chung, thảo hiền nhu, không chỉ chấp nhận một duyên phận ngán ngẩm chớ trêu.
một duyên hai nợ âu đành phận, mà còn chẳng hề hà những dãi dầu khổ ải. Năm nắng mười mưa dám quản công, ba chữ âu đành phận không giống cái tặc lưỡi hời hợt của kẻ kệ đời đến đâu thì đến, cũng không giống tiếng thở dài cay đắng của kẻ hận đời trước thiên duyên ngang trái, mà có lẽ là thái độ chín chắn trước duyên phận và cả độ lượng trước gia cảnh nữa. Cũng như thế, ba chữ dám quản công mới phải đạo làm sao. Không trách phận than thân, không phiền lòng vẫn trí, mà lặng lẽ an phận, dáng sức lo toan. Dù cuộc sống khốn khó ngoài kia có khiến bà phải mất đi ít nhiều cái phong độ con nhà thi lễ, dù thời thế đảo điên làm rối ren những nề nếp gia đạo, thì bà Tú từ trước đến sau, từ trong ra ngoài vẫn cứ chọn đạo làm vợ. Cũng phải nói thêm rằng tình thương đã cất lên cái giọng điệu của nó, ấy là giọng kể lể đầy thương cảm. Lối tạo thành ngữ và dùng thành ngữ, nhất là những thành ngữ số từ ở đây, đã có hiệu quả nghệ thuật quan trọng. Không chỉ làm cho lời thơ cô đúc hơn, không chỉ nối hình tượng bà Tú hôm nay với những gì sâu xa trong truyền thống, lối nói này còn làm cho lời kể công, kể khổ của Tú Xương dành cho vợ trở nên nặng nề, day dứt hơn. Trên kia đã năm con với một chồng, đến đây lại một duyên hai nợ với năm nắng mười mưa. Nghe cứ thấy giọng đây đã chỉ chiết bản thân. Bởi năm con với một chồng, một duyên hai nợ đâu còn là lời lễ ước lệ quen dùng. Nó là oái oăm, ngang trái thật của gia cảnh ấy. Nó là những khốn khổ hoàn toàn thật mà vợ mình phải chịu đựng, gánh vác kia thôi. Có lẽ nói tình thương đang quặn lên trong lòng người chồng đã làm sống dậy cả những thành ngữ vốn bị ép khô trong xác chữ quen mòn. Nếu hai câu đề vẽ hình phác nét thì câu luận thực này muốn nhấn mạnh khoảng sáng, vùng tối, tô đậm những mảng màu để bức tranh chân dung người vợ thêm hoàn chỉnh. Mỗi lần nhắc đến một nét tốt của người vợ là một lần chút xuống ngòi bút một nỗi đắng cay xót cùng bao nỗi tri ân. Khi câu luận thứ hai hoàn chỉnh thì bức chân dung bà Tú dường như cũng hoàn tất. Hình tượng bà Tú cũng đã trở thành hình tượng người vợ. Những cái cỏ lặn lội trong ca dao xưa đã mang bao phẩm chất truyền thống về đây, hóa thân vào thân cỏ lặn lội này để chung đúc, kết tinh thành người vợ tần tảo mà thục hiền, lam lũ mà cao quý. Nhìn sâu vào, có thể thấy rằng vẻ đẹp cốt lõi của người vợ chính là con người bổn phận. Dường như đó cũng là phần sâu sắc nhất của con người Việt Nam truyền thống. Con người bổn phận lấy công việc sống trọn bổn phận làm đạo sống của mình. Với họ, sống có nghĩa là xả thân cho người khác. Bởi thế con người bổn phận là con người xa kỷ, vị tha. Họ lấy hy sinh làm hạnh phúc. Danh phận có bị đổi thay đổi bởi chợ đời nhốn nháo, nhưng bổn phận vẫn thế, thậm chí còn nặng nề hơn nữa. Suốt đời hy sinh cho chồng con, người vợ ấy là con người cao cả, người vợ ấy là bà Tú. Bà Tú luôn giữ trọn đạo hạnh trong thời buổi ấy, duyên phận ấy, gia cảnh ấy càng làm cho ông Tú xót thương, cảm kích. Đó là một ân huệ quá lớn, cho nên đó cũng là một day dứt khôn nguôi. Bà Tú có thể không oán thán, nhưng ông Tú không thể không oán trách uất hận cuộc đời. Hai câu kết là tiếng nói bi vẫn không thể kiềm chế được của tấm lòng một người chồng, càng thương vợ bao nhiêu càng giận đời bấy nhiêu. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Phần kết như thế dường như đã chỉ ra hai nguyên nhân, hai kẻ gây lên nỗi khổ cho người vợ, ấy là mình và đời. Đời đen bạc, chồng hờ hững, hận đời, giận mình chính là đỉnh điểm của tình thương, là cao trào của cay đắng khổ tâm. Không còn giọng kể lể, không phải là lời ta thán hoàn toàn không được đủ sức giải tỏa được nỗi bi vẫn tắc nghẹn trong lồng ngực. Đó thực sự là tiếng chửi đời. Đời bạc mình cũng bạc, đời bạc đã đầy ải người vợ hiền, đời bạc đã khiến biến mình trở thành một kẻ vô tích sự, biến một phu quân phong nhã thành một ông chồng hờ hững, nghĩa là biến những giá trị thành vô giá trị. Với tiếng chửi đời ấy, thái độ lên án cuộc đời càng gay gắt bao nhiêu, sắc thái sỉ vạ bản thân càng thậm tệ bấy nhiêu. Không có một tình thương thành thực đến đắng lòng như thế, hẳn bức chân dung bà Tú không thể sâu đậm đến nhường ấy.